ôi phải lên sát thủ, phải lên sát thủ, chiêu chiêu chiêu, con đang mua gì à Phật, tim mày không ai lấy sát thủ, không ai lấy sát thủ à, ngốc. Hello, xin chào anh em quay trở lại với thế giới Mobile Legends ở channel của tôi mỡ tôi. Anh em ạ, thể với anh em cay vãi nồi. Hai hôm nay kiểu mỡ chơi cờ ở trên online cho anh em ý. Hôm thì build đế chế giác đấu không được, nói toàn cho ra ngọc xạ thủ với long tộc. Hôm thì chúng ta chơi long tộc với cả xạ thủ đó, toàn cho ra ngọc đế chế với giác đấu vãi nồi. Chúng ta sẽ cùng thử xem rằng là thua lại một lần nữa vậy. Chúng ta lại thăm ngàn, chúng ta lại mây buổi, chúng ta lại cố gắng đi kìm những cái bộ cờ nó mang tính chất gọi là trả ai build. Anh em biết tại sao cái bộ cờ đế chế và giác đấu tại sao nó lại mạnh thế ạ? Bởi vì nó chẳng ai build cái bộ đấy cả. Vì nó kiếm quá khó kiếm đi. Đấy là bộ cờ thực sự mà nói anh em là quá đắt nặng của nhân phẩm rồi. Thì hãy cùng mỡ đi tìm kiếm. Đó lại là đế chế và lại là giác đấu anh em ạ. Để xem rằng ở thời điểm hiện tại đế chế và giác đấu liệu có còn ngon không nha anh em. Let's go. Ok, here we go again. Anh em đang nhìn đây chính là cái bàn cờ của chúng ta đây. Một cái ba con cờ có sẵn và năm con cờ xuất hiện trên bàn cờ. Nghe chừng là nó chả liên quan gì đến cái bộ cờ giác đấu và đế chế cả anh em ạ. Tôi buồn. Hôm nay tôi buồn một mình với cái bàn cờ. Buồn lắm anh em ạ. Thôi tầm này chắc là bán tạm đi những cái con đắt tiền. Chúng ta cầm tạm những cái con rẻ tiền như kiểu là Mertis, hai con tí bán đi. Nhưng mà có một cái điều anh em cần phải quan tâm mà mỡ ngộ ra ấy, khi mà mỡ chơi cái Magic Chess này, đó là nếu như anh em đã xác định đầu game ý, anh em build cái bộ cờ nào thì anh em hãy chỉ nên lấy những cái vị tướng mà nó liên quan đến cái bộ cờ đấy thôi. Nếu anh em những cái vị tướng lấy những cái vị tướng thuộc cái bộ cờ khác ý, là nó sẽ ra cả những cái con cờ của bộ cờ khác nữa cơ anh em ạ. Đó, cho nên anh em thử thấy là ở thời điểm hiện tại, nếu như mà chúng ta không có bất kỳ bộ cờ liên quan đến giác đấu hay là lấy đế chế để xem nào. Đế chế là có một ông ở này, ông Yong là có đế chế ở đây anh em này. Thôi kệ vậy, bây giờ người ta có đế chế thì cứ kệ người ta thôi. Còn giờ thì chúng ta vẫn cứ làm chúng ta vẫn cứ có con cờ nào thì quăng vào con cờ đấy vậy anh em ạ. 2V và 2 Mertis. Thôi, tầm này là khẳng định với anh em là auto lọt. Nhưng mà có lẽ rằng là sẽ lọt. Ủa ôi, lại còn Harry 2 nữa cơ anh em ạ. Harry 2 thì thôi, còn lọt căng nữa rồi. Ôi, không giết được thêm cả cái con Alucard anh em ạ. Không giết được thêm cả con Alucard. Ở trong trận đấu này thì mỡ sẽ sử dụng cho anh em cái điểm tài năng, cái con chỉ huy đó là Aegis. Nhưng mà cái điểm tài năng là khi mà mỡ mở ra được đến cái slot thứ 8 ý, thì mỡ sẽ được thêm một cái viên pha lê và được thêm một cái trang bị. Đó thì để cho bó cần. Mấy lần trước là mỡ toàn chơi Remy thôi, thiếu pha lê. Con khu pha đầu tiên này. Còn Lancelot nữa này. Có lẽ nào mình nên gọi là nhảy sang ấy không nhỉ? Lancelot này. Cho Lancelot vào tạm nha. Ok, tầm đầu game chúng ta kiểu chúng ta chưa có cho mình đó là cái bộ cờ gì cả. Chúng ta cứ lấy tạm cờ chúng ta đép đã. Cái con khu pha thì lát nữa mỡ sẽ mua về. Tại sao mỡ không mua ngay? Bởi vì lát nữa chờ cái thời gian chuyển giao giữa cái việc kết thúc trận đấu ý, thì chúng ta mua khu pha về, chúng ta vẫn sẽ nhận được đó là cái lượng vàng được bổ sung. Anh em thấy không ạ? Góc trên bên phải ạ, đang nhận được 2 vàng ạ. Rồi ok. Lọt là cái điều đương nhiên rồi anh em. Bộ cờ này cá nhân mỡ đánh giá rằng hơi khó ăn. Hơi khó ăn. Tầm này hai con veil kiểu nó chỉ có đến hiệu khống chế thôi chứ làm gì có đam. Mà con Moscow này, tổ sư ông nào cũng chơi mốt cộ ông lại cầm cả cái hóa đá. À thì cũng đúng thôi, chắc là sợ con nào áp sát vào. Đó, thế thôi không sao. Chúng ta sẽ lấy Kufra trong cái tình huống này nha. Đây rồi. Đấy, 8 vàng anh em thấy không ạ? Lấy đi thì đây là mỡ sẽ được 16 vàng này anh em này. Đó, anh em thấy không? Anh em thấy cái này chưa? Anh em thấy sự vi diệu chưa ạ? Dĩ nhiên cái việc đấy mà nghĩ rằng là ai cũng đều biết cái việc đấy rồi. Ok, rồi, cho Kufra vào nhà, kích tạo cái bộ sa mạc lên. Trời ơi, một cái khởi đầu mà kiểu mình nhìn mình chẳng muốn nhìn nữa anh em ạ. Nhìn nó không muốn nhìn nữa. Khởi đầu này không biết là có giữ được bao nhiêu máu khi mà xong được cái turn này đến cái turn hồ vận mệnh data. Để xem nào. Ui, cứng thế. Team này ăn chắc mặc bền anh em ạ. Team này là một 2, 3 đấu sĩ, một sát thủ và một tanker. Team này họ xua kèo win ăn chắc rồi anh em. Bởi vì là team mỡ làm sao, ui không giết được con nào ạ? À? Đâu hình như giết được một con hay sao ấy? Giết được một con đúng không anh em? Như giết được một con đúng không? Hay quá, hay quá. Ít dãng phải lấy lại cái sự liêm sỉ. Ui 69 máu và con số này nó hơi phong thủy anh em ạ. 16 cộng với 9 là 25 vàng. 25 vàng ở cái thời điểm bước qua cái hộ vận mệnh đầu tiên. Và với 69 máu, nghe chừng cũng là ok là ôi dồi ôi. Pha lê đế chế đâu? Pha lê giác đấu ở đâu? Where are you? I'm fine, thank you and you.
Trời ơi, chả hiểu sao tối nay đánh kiểu ra đế chế tùm lum từ lương ngay từ cái turn đầu tiên. Bây giờ kiểu tìm khó vãi nổi. Đây là cái video clip thứ hai mà mỡ chơi cho anh em xem. Thề với anh em luôn, chơi muốn khóc méo cả mặt. Saber, Harris lấy về này. Bán đi thôi. Tập này là mình sẽ đánh theo YOLO anh em nha. Mình sẽ đánh theo YOLO nha. Là kiểu đấy, nâng slot lên, đưa Saber vào. Đó, tập này đánh YOLO đi. Tập này là đang từ đế chế và giác đấu thì chúng ta chuyển qua đó là đế chế và sát thủ anh em nha. Đó, tại vì căn bản là lấy được ngọc sát thủ mà. Nhưng mà mỡ sẽ cố gắng. Mặc dù con team của mỡ là đang là quên mất, mặc dù là kiểu thân thể của mỡ đang thuộc về bọn sát thủ, nhưng mà con team của mỡ nó vẫn hướng về cái bọn đế chế anh em ạ. Vẫn hướng về cái bọn đế chế và giác đấu. Theo như thông tin mật đến từ một số gọi là cái điệp viên hai mang mà mỡ nhận được ở đây ý, là giác đấu bao giờ cũng nên ưu tiên up được trước. Bởi vì giác đấu nó sẽ có cái hiệu làm chóa. Và đặc biệt là giác đấu nếu như mà chúng ta lấy được cái con Camilla ấy, nó có làm chóa lan, nó bá đạo lắm anh em ạ. Đó, cho nên là trong mọi tình huống chúng ta bắt buộc phải up giác đấu trước. Và sau đó chúng ta mới up đế chế. Tương tự như cái bộ gọi là sát thủ đế chế ấy, thì bao giờ chúng ta sẽ phải up sát thủ trước, sau đó mới lên đến bộ đế chế. Đó. Một cái lý do nữa là từ từ anh em nha, lấy Lancelot về đã này. Roll này. Lấy roll này. Rồi ok. Tầm này mình cầm Valia làm cái gì nhỉ? Với liên đâu có tác dụng gì đâu, nó cũng thuộc bộ nào đâu, thôi kệ cứ để đấy, nó rẻ nó lên 2 là được rồi, ngon. Để xem nào, Khufra tí lấy về nha, tại vì con Khufra tí lấy về. Tại sao anh em biết tại sao là mỡ muốn tìm kiếm cái bộ giác đấu và đế chế đến như vậy không? Bởi vì là trước ý, đã có từng thời điểm mỡ xây rồi, nhưng mà mỡ chưa bao giờ từng biết đến cái cảm giác như là cái con Claude thuộc hai cái bộ giác đấu và đế chế ý. Nó ulti liên tục, mỡ chưa bao giờ có cái cảm giác là như vậy anh em ạ. Những cái bộ trước khi xây thì sau tên này lại lo rồi. Những cái bộ trước khi xây thì nó chưa bao giờ mang lại cho mọi cái cảm giác như vậy, cho nên mỡ rất là tò mò. Đó cho nên mình kiểu bị kích thích ý. Đó cho nên là mặc dù đã rất cố gắng chơi, bị trừ bao nhiêu điểm rồi thì kiểu thua liên tục. Đó anh em có thể check cái lịch sử chơi cờ của mỡ, nhưng mà kiểu cái tình yêu dành cho Claude. À, tình yêu này tình yêu giữa người chơi với chơi game nha, chứ không phải tình yêu của hai thằng đàn ông với nhau nha. Cho nên kiểu mình đầy rồi, Camilla đều. Kiểu mình vẫn kiểu rất là hứng thú khi xây 28 vàng. Tầm này thì chắc là đưa gió hết vào nhỉ. Ok là để mà kích cái bộ người máy. Nhưng mà hết slot để đưa Camilla vào mất rồi. Thôi bán con Veil đi. Đó, anh em thấy không? Đầu game lấy Veil làm gì xong bây giờ lại bán đi. Đó. À, Khufra hai ngon. Hợp lý. Khufra được một cái mà mỡ tiếp tục khuyên anh em ở thời điểm hiện tại, đó là những cái con cờ thuộc bộ giác đấu và đế chế anh em chỉ nên lên 2 vàng thôi anh em nha, chỉ nên lên 2 vàng thôi. Chúng ta không cần gì nhiều cả. Đó, ở thời điểm hiện tại là mỡ cho con Khufra này cái đánh nhanh của sát thủ để mà nó nhanh kích được cái mana nó hóa thành cái cầu. Khi mà hóa thành cái cầu thì khả năng khống chế của nó khả năng chịu sát thương của nó cứng hơn. Và thôi tầm này lên mũ vệ thần bầu trời chứ tầm này lên đam cái gì anh em. Bởi vì nếu như chúng ta đã xác định lấy bộ giác đấu và đế chế mà chọn con Claude thì Claude chẳng cần đam. Claude chẳng cần đồ gì cả anh em ạ. Claude nó chỉ cần 2 viên ngọc thôi. Ok, chúng ta có được cho mình đó là Camilla này, Ron này, đưa Harriet vào này. Cơ bắt đầu là có cái tí gọi là sáng sủa đấy anh em. Nhưng mà những cái con đam chính thì vẫn chưa thấy 2 sao anh em ạ. Thì từ từ nha. Do hết chưa 2 sao, Camilla chưa 2 sao. Còn Camilla bây giờ kiểu cảm giác nó bị làm yếu đi anh em ạ. Với cả khả năng tích mana của nó chậm hơn. Kiểu bây giờ chưa kịp dùng chiêu thứ nhất đầu tiên đã chết bố rồi. Đây anh em nhìn này. Mi. Tục thôi rồi. Camilla team bạn thì vẫn kịp dùng ulti anh em ạ, vẫn kịp dùng ulti. Sao thường nó chả bảo là hơi đau ạ. Nhưng mà ui Khufra cứng quá anh em ạ. Khufra cứng mãi nổi anh em ơi. Nhưng mà vẫn thua. Thôi không sao. Tầm này thua là cái chuyện đương nhiên, tầm này thua là cái chuyện hiển nhiên rồi. Cái việc mà kiểu anh em thấy mỡ đang từ 100 máu sau tơn quái đầu tiên nó tụt xuống 29 máu, thậm chí là thua luôn, nó quá là bình thường. Tối nay mỡ phải đánh từ 2 đến 3 trận như thế anh em ạ, buồn lắm. Hôm nay tôi buồn một mình thì tôi buồn. Ở Khufra này, roll cái nhẹ này, Saber ok. Tywill lấy về này, từ từ nha, Tywill lấy về này. Cho Tywill và thay cho Harry. Bởi vì là ê ngon, Camilla ngon nha. Roll thêm tần nữa nào. Tywill Khufra. Chắc là lấy Tywill thôi. Dạ, chắc lấy Tywill thôi. Tờ vừa xong roll cũng khá là ok đấy, nó không đến mức tệ đâu. Ố. Có ba giác đấu tự khi nào này? Ba giác đấu, hai đế chế và ba sát thủ. Mỡ nghĩ là cái turn này mỡ có thể ăn được cái bộ pháp sư ạ. Ôi nhưng mà khoan, con Luigi nó chưa dùng chiêu. Ồ. Luigi này chua thế nhở. Luigi bây giờ kiểu nó tướng nó lỗi. Cái con Luigi này là một trong những con mà mỡ cảm thấy là sau khi mà được thay đổi bộ kỹ năng thì thà là nó đừng thay đổi còn hơn thật.
cái con Luigi trước khi mà nó được thay đổi bộ kỹ năng đến từ cái việc chiêu cuối, nó có cái chiêu cuối triệu hồi á, thì nó chỉ có một cái bug duy nhất, đấy là mấy ông gọi là game thủ nghĩ ra, đấy là cái bug hack đồ với cả hack hack pha lê thôi, để trên người con Luigi ấy, sau đó đưa nó ra đưa nó vào, đơn giản là như vậy thôi đó. Nhưng mà bây giờ cái con Luigi đấy vì sửa bug, ấy từ từ, ui Camilla ngon, Tyrell ngon, ôi tự nhiên cái bộ cờ này nó sáng sủa thế nhở, ui tự nhiên lại kiểu từ từ nha, mợ sẽ đưa có lẽ đưa không nhỉ, từ từ anh em nha, chờ mợ tí nhá. Đưa cho Camilla cầm cái suối thị sinh lực này. Sau đó đồ cứng thì vẫn để cho khu pha để nó tanh. Mợ sẽ cho con Tywill cầm cái mũ vệ thần bầu trời. Dạ, yeah, cho nó tanh cực cứng một tí, bởi vì là cái con Tywill nó có hút lại mà anh em. Nhưng mà con Tywill này đi đường nào đây? Đi thẳng không đi lại còn đi vòng sau đít của con khu pha và vòng sau bên eo của con do hết để mà. Ui giời, ông ấy cầm kiếm ở cái góc mà thật sự phải nói với anh em là không hề đẹp tí nào cả. Nhưng mà tầm này choáng nhiều quá anh em ạ. Choáng nhiều quá. Ui tầm này Link full đồ. À Link, dăm ba con Link. Dăm ba con Link tuổi con tí. Đó, bắt đầu là tầm này bắt đầu lật kèo lại. Nãy mỡ vừa nói cái gì tự nhiên là mỡ lại quên anh em nhỉ. Tự nhiên tôi lại nói cái gì với anh em. Tôi lại quên béng mất. Dạo này kiểu chơi cờ nhiều quá nó bị lú anh em ạ. Kiểu chơi cờ thua quá nó bị lú ấy. Đó, ok. Cái push kia thì cứ nói hacker cái gì ta. Để xem nào. Ui, pha lê đâu? Đánh lấy slot vậy. Nó ra pha lê xạ thủ với cả pha lê đấu long tộc. Nó không thèm ra một cái giác đấu với cả đế chế nào luôn. Từ đầu trận đến giờ chưa thấy một cái giác đấu, một cái đế chế nào cả. Tội thằng mỡ ghê. Hôm nay tôi buồn một mình trên phố đông. Buồn quá anh em ạ. Chơi game này chết rồi thôi. Vì là có slot. Ú, mà có slot thứ 8 này, kích được luôn cái này anh em này, kích được luôn cái con Eggy này. Để xem nào, rắc đầu quá. Ây, hay quá, vẫn còn đế chế, vẫn vớt va được, vẫn vớt va được cái đế chế. Mỡ sẽ lên cái, mỡ nghĩ là từ từ để mỡ xem nào. Tầm này mỡ không cầm gương tuyệt vọng đâu, không cần. Mỡ sẽ cầm cái quyền trượng mùa đông anh em ạ. Cho con này cầm pha lên đế chế nha. Dạ. Từ từ anh em nha. Pháp sư có này, nhưng mà pháp sư này không khỏe lắm. Mỡ sẽ lấy cái quyền trượng. Từ từ anh em cứ từ từ, mình suy nghĩ cho kỹ đi, bởi vì từng cái nước đi của mình nó ảnh hưởng đến trận đấu á. Mỡ sẽ cầm cái quyền trượng mùa đông đi. Yeah. Đó anh em thấy không? Cứ từ từ rồi khoan nó sẽ nhừ. Nhiều khi anh em sẽ bảo hấp tấp là tại sao mày không nhanh lên, lỡ tân này lọt thì sao? Thì mỡ sẽ phải chia sẻ với anh em là mày phải tin vào bộ cờ của mày chứ. Đó, kiểu mỡ tin vào bộ cờ của mình mà anh em. Ok. Rồi, mỡ còn một slot nữa chưa đưa vào. Và ấy, mình còn tìm thằng Sicilian nữa anh em ạ. Mình bây giờ mình còn tìm thằng Sicilian nữa. Ui, thôi ôi, thắp hương mũi cũng lên anh em ạ. Ui, ôi, 4 sát thủ luôn ạ. 5 đế chế, 4 giác đấu. Cái bộ này nghe chừng là gọi là tiềm năng anh em nhờ. Ôi, có khi nào mỡ kích được cả 3 slot lên không? À, cả 3 cộng hưởng lên không? Ui, Claude này. Từ nha. Ui, Claude này. Tự nhiên lại Natalia Yuzin này. Ui. Cho con này vào là kích được 6 đế chế rồi. Cho con Gilson vào là kích được 6 đế chế với cả 6 sát thủ. Sao tự nhiên cuộc đời nó lại sáng lạn trước mặt thằng mỡ thế nhỉ? Ấy mà từ, đây là bộ gì đây? Đây là bộ phù thủy. Sao lại còn sát thủ? Thế thì lấy ai ra tay để cho các ông chém? Thôi ôi, ông này xây cờ theo kiểu đúng tấu hài ạ. Úi dồi ôi, nó chí mạng kìa. À đâu, nó làm choáng kìa. Ôi, tự nhiên cuộc đời nó lại lên ngương anh em ạ. Ui, chết. Này có khi là cái bộ này mà mỡ win thì có khi là mỡ lại đi vào sử sách. Ơi nhưng mà win bình thường thì không sao. Win bình thường chắc là mỡ không đăng video clip cho anh em đâu. Nó phải có cái điểm nhấn gì đó. Ít ra phải được đế chế và giác đấu được cộng hưởng. Ui, Claude lấy về này. Ấy, gió hét lấy về. Ui ngon. Tự nhiên cái cờ rôn ra đẹp thế nhở. Ôi tầm này hai cái con này mà nhả cho mỡ cái viên ngọc giác đấu nữa thì thôi mê thị văn ly. Đó, từ từ nha. Hết tầm này mỡ sẽ up slot. Mỡ đưa vào thì là mỡ xong cái bộ đế chế. À, thật ra cái bộ đế chế nó chỉ là cái bộ hỗ trợ thôi anh em ạ. Bởi vì đế chế là nó hút mana của đối phương với cả tăng mana của mình lên mà anh em. Đó, tầm này là 44 lực chiến. Ui, ngó đi ngó lại thì mình lực chiến cũng nhiều nhất trong cái bàn cờ này rồi. Mặc dù mình xếp bét bảng anh em ạ. Ồ, mãi nồi. Ok, để xem nha. Đấy, cái con Tiger này nó phải chạy thẳng lên như thế. Ông lúc nãy ông ấy chạy vòng ra sau đít của con khu pha để ông chạy lên vãi nồi. Từ nha. Rồi, đồ tanh là cũng ok đấy. Nhưng mà bỡ cần cái cuối là cái góc giác đầu cơ. Trời ơi anh em ơi. Đấy, chơi game nó phải ngọc ngà là như vậy. Úi dồi ôi, chơi game nó phải ngọc ngà là như vậy. Bỡ sẽ cầm cái giáp gai. Mỡ nghĩ là như vậy, bỡ sẽ cầm giáp gai. Ui, Genovia. Ôi, cho này vào nhở. Ui, Meli, Văn thị Meli, up slot luôn nhở.
tầm này Absalom luôn thôi. Yeah, cho Gilson vào. Ui, Meli, Meli mê như con tê tê nhỉ. 6 năm sát thủ, 5 trên 6 sát thủ. Tầm này là vẫn đang thiếu đúng không ạ? Tầm này là vẫn đang thiếu 6 đế chế, 6 giác đấu. Ok, có nghĩa chúng ta đã hoàn thành xong được, gọi là ấy rồi anh em, chúng ta đã hoàn thành xong được cái nền rồi. Bây giờ phải tìm một cách để mà up slot, đúng rồi, chúng ta phải up slot để mà đưa con Claude vào, sau đó đưa cho nó hai ngọc đế chế và giác đấu, đưa cho nó cái mũ vệ thần bầu trời, là coi như là chúng ta sẽ thấy được cái màn trình diễn. Ui, hay quá. Hay anh em ơi, hay anh em ơi. Ui, hấp ní. Ui, không biết là có phải ở mùa giải này mỡ là cái thằng đầu tiên xây được cái bộ cờ này không anh em nhỉ. Ui. Ui, Claude 2 kìa anh em ơi. Ôi, tầm này thì gọi là thiên thời địa con mợ nó lợi và nhân con mợ nó hoàn anh em. Rồi, rồi từ, bình tĩnh. Hay là mình đưa bộ này vào trước nhở? Mình đưa con Claude vào trước. Đúng rồi, bởi vì đang có 5 sát thủ mà. Ơ, hợp lý. Đây. Pha lê đế chế này, pha lê giác đấu này. Ui, mũ vệ thần bầu trời. Ui rồi ôi, từ đưa vào giữa. Đấy, đúng rồi. Ui. Chẹp. Nào, đồ game đầy mỡ đúng không ạ? Ui, anh em nhìn con Claude bắn này. Ulti lần 1 này. Ui chạch. Ui mana nó hôi kìa. Ulti lần 2 kìa. Ui chạch. Ui làm choáng. Ui ulti lần 3 không? Có chứ. Chạch. Vãi rồi ạ. Ui, tên này up slot lên. Đưa Saber vào. Để làm gì nữa nhá? Bây giờ phải tìm một cái ngọc sát thủ nữa. Đã thế thì bây giờ chúng ta phải tìm một cái ngọc sát thủ nữa. Genevieve lấy về này ngon. Bán đi, up slot luôn không nhỉ? Up slot luôn đi, up đi. Tầm này up lên đi, xong rồi nhịn 1-2 turn không nâng cấp vậy. Đó, up slot lên đi. Ui, trời ơi, bao nhiêu cái cộng, từ nha. Chả có gì cả lấy, bao nhiêu cái cộng hưởng đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái cộng hưởng. Mà trong số đó là gần 3 cái cộng hưởng được mắc off anh em ạ. Vãi nồi. Từ nha, mỡ sẽ để lại cái suối linh sinh lực cho cái con Tigreal. Đây là bộ gì đây? Bộ pháp sư. Nhiều bộ pháp sư sẽ lại có cả thêm long tộc này. Ui, chiu, nó làm choáng kìa. Ui, nó làm choáng. Rồi ôi, team bạn không có mana để chơi. Cái bộ này nó bá vai nồi anh em ơi. Ý, cứ tưởng là top 8, cứ tưởng là một cái video clip nữa lại ăn hành. Nhưng mà ai ngờ, ui, khi trận này là top 1 đó ạ. Có khi là chúng ta có thể mơ được về đến cái top 1 anh em ạ. Có thể là mơ được về cái top 1 đấy. Lực chiến là 80 này. Có cho mình đó là 6 cái cộng hưởng, mà 6 cộng hưởng này ngon nhá. Ui, cố lên từ team mỡ đang đập hơi nhanh ạ. Đánh bình tĩnh này. Ui, phải lấy sát thủ. Ừ, chiu, con Namua gì ạ? Vật team này không ai lấy sát thủ, không ai lấy sát thủ à? Ngọc. Trời ơi. Ôi, tự nhiên thấy team đau quá. Ôi, từ. Ờ, ghiền đâu về. Từ nha, đưa, từ. Ôi, vãi nồi. Từ nha. Ui, lực chiến 100 tròn anh em ạ. Ui, 6 giác đấu, 6 giác thủ, 6 đế chế, đòn đánh thương của đế chế giảm 24 mana của tướng địch. Ui, sát thủ là 50% cơ hội thêm 3 đòn đánh phụ và gây 165 sát thương chuẩn. Ôi, xếp gọn lại tí này. Ôi, trời ơi. Ui, Claude kìa, chiu, làm choáng. Ui, cái con Aurora thì nó chỉ thả được mana một lần thôi anh em ạ. Trời ơi. Thanh niên Ianus. À, có cái shield đến từ cái con ấy. Nhưng mà thôi, có lẽ rằng là khá chắc bây giờ với anh em là top 1 rồi anh em ạ. Khá chắc bây giờ là top 1 rồi ạ. Bởi vì có thể nói là đây là một cái bộ cờ có thể nói là mình dùng từ vô địch có được không anh em nhỉ? Mình dùng từ vô địch chắc được anh em ạ. Mà không biết là có cái bộ nào ăn được cái bộ này không. Đã anh em nào gọi là nâng được cái bộ này lên chưa? Thì để mỡ roll nha. Tầm này tính Sicilian lên 2. Nếu như mà không biết là anh em nào đã chơi được cái bộ này lên chưa thì hãy để lại một cái like, một cái đăng ký kênh và comment ở bên dưới video clip này nha. Mỡ nghĩ rằng cái bộ này thực sự phải nói anh em là bộ bất tử luôn á. Bộ bất bại luôn á. Bởi vì hiệu ứng khống chế nó có rất nhiều. Choáng nó có rất nhiều. Và đặc biệt là cái con Claude này nó làm choáng gần như là liên tục. Nó cứng nữa. Ui. Từ nha. Đây là gì đây? Đây là bộ gì đó thì mỡ không kịp nhìn rồi. Nhưng mà cái con Claude này nó nhảy ra đằng sau, nó né khỏi cái lượng sát thương đến từ cái bọn sát thủ anh em ạ, và nó ulti là liên tục. Rất nhiều hiệu ứng làm choáng.
Ôi, Saber 3 sao đứng yên nhìn không kịp làm gì cả anh em ạ. Ôi, này em sao mà thua nữa anh em. Khẳng định với anh em chắc là bây giờ xong cái video clip này chắc là mỡ phải giật tít là bộ cờ thật sự bộ cờ bất tử luôn ạ. Bộ cờ bất tử luôn ạ. Những cái mùa giải khác thì mỡ không biết nhưng mà mùa giải này thì chắc là mỡ là cái người đầu tiên ở Việt Nam xây được cái bộ cờ này luôn anh em ạ. Bởi vì sao? Bộ cờ này đòi nhân phẩm rất là nhiều. Bộ cờ này đòi nhân phẩm rất là nhiều luôn ạ. Từ từ nha để xem nào. Nếu như trong trường hợp mà mỡ cảm thấy mỡ thọt thì mỡ sẽ đưa cái pha lê sát thủ cho cái con Claude, nhưng mà mỡ hơi liều. Mỡ sợ đưa sát thủ, đưa ngọc sát thủ cho Claude là hơi liều. Bởi vì anh em biết sao ạ? Bởi vì con Claude nó cần có cái ngọc sát thủ để nó cứng. Đó, bây giờ nó không quên mất nó cần có cái mũ vệ thần nó cứng. Bây giờ đưa ngọc sát thủ cho nó thì nó hơi giấy. Con Claude cầm cái mũ vệ thần này là cực kỳ hợp anh em ạ. Nhiều anh em sẽ bảo là lấy cái kiếm dịch quỷ với cả cái gậy nhí nó ngon hơn, nhưng mà bởi vì căn bản là chúng ta sợ bị dồn đam anh em ơi. Ôi, từ từ nào. Pha lê tinh linh à? Bây giờ còn cái pha lê nào chúng ta có thể nhân thêm không nhỉ? Chả có cái gì anh em ạ. Chắc lấy thiết bị nhân bản đi, tầm này chả cần pha lê gì nữa đâu anh em ơi. Sicilian lấy cái quyền triệu mùa đông anh em nhá. Mỡ sẽ lấy cái quyền triệu mùa đông. Vì tầm này là mỡ chả cần đến lời nguyên heo cớt đâu. Bởi vì là đâu từ từ để mỡ xem cái. Từ từ nha. Quyền triệu mùa đông cho cái con Genovia Rôn này. Nên lấy Linh không nhỉ? Không, tầm này chả có slot nào dành cho Linh luôn ý. Khẳng định với anh em luôn. Up slot luôn này cho Gilson lên 2 luôn. Trời ơi, perfect game. Với toàn bộ tường 2 sao, 10 slot cờ được tận dụng. Và khẳng định với anh em là game này chắc chắn top 1 rồi. Bây giờ chỉ có cái lăn tăn duy nhất ở đây là gì không anh em? Đấy là có cái bộ cờ nào ở thời điểm hiện tại ăn được không? Liệu Long tộc quán lợn không? Liệu Pháp sư quán được không? Liệu cái gì đó quán được không? Mỡ nghĩ rằng là không. Úi dồi ôi, thắng mà không mất một cái con cờ nào cả anh em ạ. Úi dồi ôi, 3, 5, 7, 9, à đâu mất một con rồi. Nhưng mà trời ơi, thôi tầm này là chịu rồi. Thắng kể từ lúc mà hoàn thiện cái bộ cờ này. Đây là Long tộc đây anh em, Long tộc đấu sĩ đây. À, nhưng mà không ăn được. Cái bộ cờ này của mỡ nó quá hoàn hảo rồi. Và có lẽ rằng sau cái video clip này mỡ muốn gửi đời thách đấu hay là anh em nào có thể chia sẻ dùm mỡ ra là có bộ cờ nào ăn được cái bộ này hay không. Thì mỡ chỉ còn biết cách nói với anh em là bộ cờ này là cái bộ cờ yêu cầu nhân phẩm nhất. Và bộ cờ này yêu cầu là nó gọi là một khi là nhân phẩm anh em, mỗi nhân phẩm thôi anh em ạ. Một khi nhân phẩm anh em đã cao là chắc chắn bộ cờ này sẽ bất bại. Bởi vì sao? Nó cần rất nhiều pha lê. Nó cần có Claude. Anh em hiểu không ạ? Rất nhiều pha lê và có Claude. Đó, để mà có thể xây dựng được cái bộ cờ này. Chỉ cần nói đơn giản với anh em là như vậy thôi. Ok. Và để xem nào. 39 máu, thanh niên kia còn 33 máu. Đây là Long tộc anh em ạ. Ui, gần như không mất bất kỳ một cái vị tướng nào cả. Còn mỗi Yu Rong anh em ạ. Anh ta ui. Ôi, 33 máu. Chết thẳng. Vãi nồi. Quá tuyệt vời anh em ạ. Không còn gì để nói thêm nữa. Và có lẽ rằng mỡ muốn mang đến cho anh em đây chính là cái bộ cờ có thể nói là bất bại. Bộ cờ trong truyền thuyết. Bộ cờ trong truyền thuyết, dùng cái từ trong truyền thuyết là chuẩn rồi anh em ạ. Bộ cờ trong truyền thuyết của Magic Chess với 3 cộng hưởng. Đấy là 6 giác đấu, 6 đế chế với cả 6 sát thủ. Thêm vào đó là Claude. Claude cầm cho mình đó là 2 cái viên ngọc giác đấu và đế chế. Rồi bên cạnh đấy là 2 cái viên ngọc sát thủ để mà kích được cái bộ sát thủ. Ui. Thêm vào đó là 3 cái cộng hưởng nó bổ trợ thôi, đấy là huyết tộc và sa mạc, cùng với đó là cái robot. Có lời. Yep, trên đây là toàn bộ cái video clip mà mọi người mang đến cho anh em về cái bộ cờ bá đạo, bộ cờ bất tử, bộ cờ trong truyền thuyết này. Nếu anh em thấy cái video clip này thú vị, đừng quên để lại cho mọi người một like và đăng ký kênh nha. Cảm ơn em rất là nhiều và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye.